Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nha. Em này đến từ thương hiệu của Echokiorit này, mã số là CSVE3201G nha mọi người. Mẫu này là hàng hệ đề mới 4 số nha. Em này thì 34cc và được sản xuất năm 2005 nhé mọi người. Đó, đời cũng đời mới nhất bây giờ nha mọi người. Đó, có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực lớn này, núm bơm xăng phụ này, chốt e tự động này. Đó, và có cả thắng xích nha mọi người. Đó, đầy đủ các chức năng dành để cho anh em sử dụng trong mảng gia đình, vườn nhà. Đó, cực kỳ êm ấm luôn ha. Nói chung là nói về em máy này dường như Nhật quên xài. Đẹp 95% nha mọi người, 90% ha. Đây, rất là mới nhá, giờ sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này. Lam của em này được sử dụng lam 35cm nha mọi người, mặt các cây còn 30 nhá, xích 91 nha mọi người. Đó, lam này thì còn rất là đẹp. Đó, các nứt sơn này. Đó, các đầu rãnh chưa có dập chưa tè, nứt sơn còn nguyên trên cây lam luôn anh em thấy không? Xích này thì cũng còn rất là dày rồi, xích này thì em đã rũa sẵn về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, anh em thấy không? Lam xích này như mới luôn. Ốp lam hai ốc nha mọi người, vặn trực tiếp bằng khóa 10 nhá. Đó, và tăng xích của em này nằm tại mã ốp lam này rất là thuận tiện, anh em chỉ việc lấy lỏng hai ốc ra, thò vít đây mình tăng giảm xích tại mã ốp luôn ha. Bên phía mặt mã ốp lam các tem mặt thương hiệu Kyorit vẫn còn này anh em thấy không? Đó, núm bơm xăng đây, e đây, e tự động nhé mọi người. Đó, rất là đẹp luôn ha. Nói chung là mẫu này là mẫu cưa gia đình nhé mọi người. Đó, chỉ sử dụng trong gia đình vườn nhà thôi. Anh em mua em này thì khỏi suy nghĩ luôn, rất là nhạy nổ, êm ấm nhé mọi người. Đó, lớp mặt tiền đây nha. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lục nòng 12 tháng. Anh em mua bên em sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ buji, rũa, tip ở buji nhé mọi người. Đó, lớp mặt tiền đây. Độ trầy chùa ít ha, còn rất là đẹp. Đây là nắp bình chứa nguyên liệu, nhớt thải để bôi trơn lam xích này. Nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nhé. Bên phía má hộp giật thì tem mạc thương hiệu vẫn còn này nha, Kyorit này. Đó, có thiết kế bộ giật trợ lực lớn này, chỉ việc kéo nhẹ là nổ thôi nha mọi người. Thì em giật cho anh em nghe thử ha. Rồi đây, bên mã số seri đây 5500392. Đó, mắc in Japan nha mọi người, hàng chuẩn Nhật Bản nhá. Đó, giờ em sẽ mở bộ phận mình lọc gió cho anh em xem này. Đó, các tem mạc thương hiệu Lema này, các tem máy là vẫn còn nguyên nhá mọi người. Đây, giờ mở cho bên trong cho anh em xem này. Em này rất là đẹp nhá, anh em muốn xem chi tiết mình nhắn tin qua Zalo nhá, bên sẽ gửi chi tiết cho anh em xem. Đẹp xuất sắc tuyệt vời luôn. Đây, màn lọc được thiết kế cho anh em là một màn lọc tròn nha mọi người. Đó, rất là kín đáo nha, chống bụi tuyệt đối và mình sẽ cover vào lòng. Đây anh em nhé, màn lọc rất là đẹp. Đó, bên trong này thì thiết kế cho mình một miếng nhôm nha mọi người. Đây, một miếng nhôm này. Đó, nó đỡ bị móp méo nha mọi người. Nếu ví dụ anh em móp méo này, nó là đỡ bị móp méo ha. Đó, miếng nhôm làm rất là chắc chắn nha. Chế của em này là chế gầm rồ nha mọi người. Chế thì nói chung là nó bị che rồi, chứ không là anh em nhìn ở bên trong này. Đó, từ các lò xo từ con ốc anh em có thể thấy mới kít kịt luôn, chế gom rồ nhá, là tiết kiệm nguyên liệu tốt, nhạy nổ ổn định nhá mọi người. Rồi giờ em sẽ ráp lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích Echo 3201 này thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe này. Anh em muốn xem chi tiết nhắn tin qua Zalo nhá. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng của em nhé. Giờ em sẽ khởi động nhé. Có trợ lực nhé mọi người, công tắc này. Đẩy xuống tắt, đẩy lên là sai. Có trợ lực lớn nha, chỉ việc kéo nhẹ là nổ này. Đó. Không cần dùng nhiều, rất là đã luôn. Âm thanh phát ra rất là êm ấm nha mọi người, nhất là ra cực kỳ tốt luôn. Đó. Đặc biệt là có trợ lực lớn này, nhất là những chú nào có tuổi mình sử dụng gia đình muốn một mẫu máy cưa tầm trung mà gọi là giật nhẹ nổ ổn định ấy, thì mình nên mua những dòng như thế này ha. Có trợ lực lớn chỉ việc kéo nhẹ là nổ thôi. Hai ngón tay này nhích lên là đó. Cái lực của mình là anh em biết rồi, chỉ cần kéo nhẹ thôi, gọi là hai ngón tay nhích lên thôi. Đó. Quá đã luôn, rất là nhẹ nổ luôn. Rồi ok, em Echo Kyorit 3201 nhá. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người.